chế hay còn gọi là ba cơ chế. Khi mà một công nghệ, một sản phẩm làm được ba cơ chế này, giúp cho khách hàng chúng ta có được ba cơ chế này, thì đồng nghĩa với cái việc là sẽ giúp cho nám được điều trị. Cái thứ nhất, phải có khả năng băm nhỏ tất cả những cái tế bào melanin đã hình thành sẵn ở trong da chúng ta mà mắt thường chúng ta được nhìn thấy này, và cả những cái lượng melanin nó đang gì ạ, ẩn sâu ở bên trong mà mắt thường chúng ta chưa nhìn thấy nữa. Vì những cái gì mà chúng ta nhìn thấy ở bề mặt da không phải là nám nó chỉ nằm ở đó thôi, mà ở phía dưới tầng tầng lớp lớp nó còn gì, nó còn rất là nhiều. Vậy thì một cái sản phẩm, một công nghệ nó phải có khả năng băm nát những cái mảng melanin to đó ra thành những cái mảng melanin nhỏ, và nó sẽ phải giúp cho các tế bào melanin đấy biến mất, được không ạ? Thì đấy là cơ chế thứ nhất. Nếu như có cơ chế thứ nhất này, đồng nghĩa với việc là nó sẽ xử lý được nám hiện tại, tức là nám hiện tại mà chúng ta mà trong da đã hình thành nhá, cái đấy được gọi là nám đã hình thành, nám hiện tại. Một cơ chế thứ hai để cho nám không quay trở lại nữa, đó là gì? Một cơ chế thứ hai để nám không quay trở lại đó là phải ngăn ngừa được cái việc hình thành nên cái chuỗi phản ứng tạo ra tế bào melanin từ tế bào mẹ melanocyte ban đầu. Ở đây có bao nhiêu các chị em đang làm về spa? Có bao nhiêu anh chị em đang làm về spa? Rất là ít. Có bao nhiêu anh chị em không phải làm về spa? Rất tuyệt vời. Các bạn không làm về spa nhưng các bạn gì ạ, vẫn quan tâm đến cái đẹp và chúng ta xuất hiện ở đây, đúng không ạ? Ok, nếu như tại sao Thiên Lý hỏi, bởi vì khi Thiên Lý hỏi điều này, Thiên Lý sẽ có cách để giải thích cho các bạn nó dễ hiểu hơn nữa. Bởi vì ngôn ngữ của chuyên ngành thì nó sẽ nếu như các bạn là những người chưa làm trong ngành spa, các bạn sẽ có thể chưa hiểu một số các thuật ngữ của chuyên ngành làm đẹp, ví dụ như melanin hoặc là melanocyte. Melanocyte đó là tế bào hắc sắc tố, tế bào gốc rễ, tế bào mẹ hắc sắc tố, nó quyết định là cái làn da của bạn trắng hay đen. Ví dụ như là cái tế bào này là ở trong cơ thể bất cứ ai cũng có hết, người châu Á hay người châu Âu hay người châu Phi, châu Mỹ, tất cả đều có tế bào melanin sẵn gốc rễ ở trong cơ thể mình. Và khi mà cái tỷ lệ tế bào melanin ở trong cơ thể chúng ta càng cao thì nó lại quyết định cái màu da của mình càng tối, càng đen, càng sậm màu. Và nám của chúng ta là do tế bào melanin nó bị tăng sinh một cách đột phá, đột biến, và nó quy tụ lại một cái mật độ rất là dày đặc ở trên da của mình, và chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường thì chúng ta gọi đó là nám. Bằng tiếng Việt mình cho nó dễ hiểu, bằng tiếng Việt mình là tàn nhang hoặc đồn mồi cho nó dễ hiểu. Nhưng tất cả những cái đó theo thuật ngữ của y khoa nó được gọi là sự hội tụ của tế bào melanin. Mọi người hiểu không ạ? Yes. Và trên thực tế tế bào melanin này nó cực kỳ tốt cho cơ thể của chúng ta. Nó còn được mệnh danh, được xem là anh hùng của làn da. Bởi vì sao? Nếu như không có tế bào melanin để bảo vệ cho da của chúng ta ấy, cho những cái chị em mà bị nám ấy thì sao? Thì đặc biệt là những chị em ấy kiểu gì, những cái tế bào non yếu ở bên trong nó cũng sẽ bị bệnh. Nó bị tác động rất là nặng từ UV cực tím, từ vi khuẩn, rồi các cái điều kiện ngoại cảnh độc tố ở bên ngoài, nó sẽ tác động thẳng trực tiếp vào trong các cái tế bào non yếu ở bên trong, và nó sẽ khiến cho các cái tế bào đó bị gì ạ? Bị nhiễm bệnh, bị nhiễm bệnh, và dần dần nặng nhất nó sẽ gây đến ung thư da. Chính vì vậy mà cơ thể của chúng ta là một cơ thể cực kỳ thông minh và hoàn chỉnh nhất so với tất cả mọi bộ máy trên thế giới này. Nó chỉ cần biết ở đâu có tế bào nào đang có sự xâm hại của kẻ thù ở ngoài, thì não bộ của chúng ta sẽ tự điều động các chức năng, các cái hoạt động trong cơ thể để bảo vệ cho các cái tế bào đó nó không bị bệnh. Mọi người hiểu không ạ? Đó. Thì với melanin, nó chỉ thực sự xuất hiện khi nào? Khi mà cơ thể của chúng ta, một là đang rối loạn một cái bệnh nội tiết nào đó ở bên trong, nó khiến cho cái việc là melanin nó sản sinh ra một cách không kiểm soát, và nó bị tăng sinh lên một cách gì ạ? Không kiểm soát. Cái thứ hai, melanin nó chỉ sản sinh ra khi nào? Khi mà cái lớp biểu bì của chúng ta, tức cái lớp sừng ở bên ngoài, nó không có khả năng để tự bảo vệ được cho các cái tầng da non yếu ở bên trong nữa.
cho các tế bào ở bên trong nữa, thì các tế bào non yếu đó nó sẽ tự phát với não bộ của chúng ta một tín hiệu cầu cứu, và ngay lập tức não bộ của chúng ta sẽ điều động melanin tăng sinh lên để tự bảo vệ cho những cái tế bào non yếu ở bên trong nó không bị ảnh hưởng, nó không bị nhiễm bệnh bởi tác hại của UV lục tím, của các điều kiện ngoại cảnh như là vi khuẩn rồi là độc tố ở bên ngoài. Các anh chị em hiểu không ạ? Chính vì vậy melanin được mệnh danh là anh hùng của làn da, là anh hùng của sức khỏe cơ thể chúng ta. Nhưng chỉ vì nó mang cái màu đen, nó mang màu đen nên là nó khiến cho cái khuôn mặt của mình nó không đồng đều màu da khi nó xuất hiện, đúng không ạ? Nó bị nhem nhuốc, nó bị lởm nhởm và chúng ta thấy là nó không đẹp, nó mất thẩm mỹ, nó làm cho cái tuổi thanh xuân của chúng ta nó gì? Nó bị già nua, đúng không ạ? Và chúng ta xem nó là kẻ thù của tuổi thanh xuân thôi, chứ không phải là kẻ thù của cơ thể chúng ta đâu nhá. Nhưng mà các trẻ em vô hình dung, nhiều người không có kiến thức, mọi người cứ chăm tập trung đi gì ạ, làm nó biến mất, làm nó gì ạ, bóc tách nó để cho nó bay đi mất. Nhưng mình quên rằng nếu như mình đã bóc tách để khiến cho nó biến mất thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải làm những cái hoạt động gì đó để trả lại được cho cơ thể của mình, cho làn da của mình một cái lớp sừng, một cái lớp biểu bì phải đủ khỏe mạnh, đủ dày để mà tự bảo vệ được cho các cái tầng da non yếu ở bên trong để melanin nó không cần tăng sinh lên nữa. Các chị em có hiểu không ạ? Hiểu. Mọi người có hiểu không ạ? Yes. Vậy thì cơ chế thứ hai, cơ chế thứ ba trong cái việc là để giúp cho điều trị nám không quay trở lại, đó là tất cả những tế bào khỏe nó phải được tăng sinh một cách đột phá và nó khiến cho cái lớp sừng của chúng ta nó phải dày, càng điều trị càng sử dụng mỹ phẩm thì nó phải dày, nó phải dày lên dần, nó dày lên dần nó thì nó mới khỏe. Khi nó dày nó khỏe thì nó tự bảo vệ được cho các tế bào bên trong của mình rồi, nó không cần phải melanin tăng sinh lên nữa. Các chị em hiểu không ạ? Mà để tăng được cái sợi keratin thì đồng thời là collagen hay elastin nó cũng cần phải tăng sinh, và nó cần phải có một cái quá trình để thúc đẩy trẻ hóa những cái tế bào non yếu ở bên trong da của mình, tế bào già nua ở trong da của mình, nó phải được kích thích sống lại, nó phải được khỏe trở lại, nó phải được diễn ra cái quá trình trao đổi khí chất ở bên trong một cách sôi động để nó tăng ra năng lượng, nó khiến cho gì ạ? Cái làn da của chúng ta nó được khỏe lại, nó được trẻ hóa từ đó và nó làm dày cái tầng keratin và nó tự bảo vệ được cho da. Mọi người hiểu không ạ?